Vừa qua, Cục Du lịch, Ủy ban Dân tộc Nguyên trú, Sở Xây dựng, Cục Lâm nghiệp và Sở Phát triển Nguồn Lao động đồng tổ chức buổi lễ khai mạc Lễ hội Du lịch các bộ lạc năm 2020, mời mọi người đến trải nghiệm văn hóa, âm nhạc, khiêu vũ, hội họa, ẩm thực và sản phẩm thủ công mỹ nghệ của hơn 170 bộ lạc của Đài Loan tại Công viên Văn hóa Sáng tạo Tùng Sơn Đài Bắc kể từ ngày 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Ngoài ra còn kết hợp với năm du lịch miền núi năm 2020 đưa ra các tour du lịch đặc sắc. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Chu Đình Chương cho hay, 7 ban quản lý khu phong cảnh quốc gia của Cục Du lịch đều có bộ lạc dân tộc nguyên trú. Vì vậy, ban quản lý Hồ Nhật Nguyệt, A Lý Sơn, bờ biển phía đông, thung lũng Hoa Đông v.v. đều có bộ lạc tham gia lễ hội lần này. Tại đây cũng sẽ có trưng bày những tác phẩm tranh sinh đồng, băng sông vượt núi, đi sâu vào 16 bộ tộc của họa sĩ tranh sơn dầu Trương Văn Tùng, thậm chí còn có cả văn hóa sâm mạc đã thất truyền. Ông Trương Văn Tùng cho hay, có 10 trưởng lão xăm hình trên mặt, vì trưởng lão cuối cùng đã qua đời vào năm ngoái. Bây giờ văn hóa xăm mặt hầu như đã không còn nữa, cho nên chúng tôi đã vẽ lại và bảo quản thật tốt, để sau này mọi người có thể hiểu rằng, à thì ra người dân nguyên trú cũng có văn hóa xăm mặt. Lễ hội du lịch các bộ lạc năm 2020 được quy hoạch thành 5 khu vực triển lãm, bao gồm khu vực ẩm thực, hương vị chính thống, khu câu chuyện làm bằng tay thì ra là vậy, khu quà tặng, khu đơn vị chính phủ trưng bày thành quả và khu du lịch cộng đồng. Hoan nghênh quý vị đến tham quan. Ban tổ chức còn mời các nhóm nghệ thuật và ca sĩ người dân nguyên trú nổi tiếng đến biểu diễn, thể hiện sức quyến rũ của dân tộc nguyên trú Đài Loan.